lời rõ. Bên mày. Cứ từ từ. Mọi chuyện con gái. Giới thiệu bản thân. Ngọc Quy, học trường Đinh Tiên Hoàng. Cũng bằng tuổi mấy ông này. Cũng học lớp 12 ạ. Cũng trường vận. Xin chào Vũ Thạnh. Tiếp. Mình Hiệp. Hiệp giáp. Học cũng bằng người ta này. Học quảng trung cũng độc thân. Chết rồi. Em bé tuổi đấy rồi. Ba độc thân đấy. Chết rồi. Quảng trung này. Chào bây giờ giới thiệu bản thân với chị trẻ em quên. Thế thì à, Bảo, quên Bảo năm nay lớp 1. Bảo gì? Nhất Thiên Bảo à? Nguyễn Thiên Bảo. Ờ, đúng. Nhất Thiên Bảo. Ladies and gentlemen. Yeah. Come to keep talk so we should beat the Zen. Dũng mình bọn lớp 12 người cái đôi 90 hết độc thân nốt. Có chết thật. Khó. Anh qua dạy lại từ âm ấy, rồi dạy từ âm. Từ. Các bạn ở đây là độc thân hết hả? Thôi. Sao anh nói? Tôi lên. Anh mắc cái. Đây là Linh ạ. Năm nay lớp 10. Gì Linh? Thôi. Có bạn trai nha. Có bạn trai nha. Nick Yahoo là gì? Anh Toa. Nhà ở đâu nhỉ? Trời. Số điện thoại bao nhiêu này chứ? Số điện thoại đi. Em làm gì? Em có di động không? Anh có thể gọi mấy giờ? Anh Toa. Người yêu thì có, yêu người thì chưa. Điện thoại thì gọi 24/24 lúc nào cũng được. Chết anh gọi là tên gì nhỉ? Quên nói quên. Linh. Alo bác, cháu gọi Linh mà. Linh nó đi vắng rồi con ơi. Rồi có đấy là anh không bị mệt đấy. Sao không ạ? Chỉ có Linh không bao giờ ở nhà. À, thế là khó. Thế có di động không em? Di động ạ? 0901 không có. Ê, Khoa bị em đi chơi rồi. Rồi em bị bạn sống em. Em đang có cái di động. Anh hỏi 1080. Của em hàng tàu. Hàng tàu vẫn gọi. Hàng tàu gọi được rồi. Hàng Lương Văn Cao này ạ. Lương Văn Cao biết là gọi được. Mấy đứa lưu rõ thông tin nhá, mấy bạn ở giữa này. Thế đã, để em zoom. Lương Thế Vinh. Em nói to rõ ràng đấy, các bạn đang chú ý lắng nghe. Con quen. Sơn Bắc. Nghe con quen. Ấy tên là gì à? Lan Anh. Thằng như... à, kia, mày như... là con anh biết rồi. Chuyên môn này. Em đi rồi. Chắc thế. Tiếp tục. Em còn chưa nói mấy cái mà các bạn nói hết rồi. Mới nói mỗi tí. Đầu thân. Đầu thân trong hoàng kép nhá. Thân thiết. Beatbox ấy, không ý gì à? Ông đấy là chẹp môi, à chẹp, chặt lưỡi. Tiếp. Em là Hương, lớp 11 con Phục. Trung. Đâu, hiểu sao, ôi chết rồi. Em vẫn còn 1 năm nữa để tìm hiểu đấy em ạ. Cố gắng đấy, có gì đúng 1 năm nữa là được rồi. Đấy, không cần đâu được rồi. Mình nói ác quá. Anh giới thiệu rồi, không ai rõ. Thế phải có ai. Quay phim cả. Rõ nhưng mà em chưa biết.
tự quay mình đi. Thôi để thằng ngồi cạnh anh nói. Ờ đúng rồi đấy. Thằng này bao nhiêu đứa nãy giờ nhìn rồi anh biết rồi. Nó nhìn nó không phải nhìn anh em mình đâu. Thứ nhất là trai Sài Gòn chính gốc ấy. Thứ hai nữa là hơn để mày nói. Thôi, mày nói trước.